Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một tài của sự lừa dối. Lừa dối nghĩa là gì? Hành vi lừa dối, trạng thái bị lừa dối, thứ gì đó lừa dối hoặc ý nghĩa để lừa dối, gian lận, kỹ xảo. Ví dụ về sự lừa dối là gì? Lừa dối được định nghĩa là sự giả dối không đúng sự thật, hoặc là hành động nói dối hoặc lừa ai đó. Một ví dụ về sự lừa dối khi bạn nói với ai đó rằng bạn 30 tuổi, trong khi thực sự bạn đã 40. Một ví dụ về các hành động và hoặc kế hoạch bịa đặt nhằm đánh lừa hoặc lừa dối ai đó tin một cách sai lầm hoặc không chính xác. Sự lừa dối trong một mối quan hệ là gì? Lừa dối bao gồm đưa ra những tuyên bố không rõ ràng hoặc mơ hồ, nói nửa thật, thao túng thông tin bằng cách nhấn mạnh, cường điệu hoặc giảm thiểu và giữ lại cảm xúc hoặc thông tin quan trọng đối với người có quyền lực được biết, vì nó ảnh hưởng đến mối quan hệ và tước đoạt của người đó tự do. Hành động lừa dối là gì? Lừa dối là một hành động hoặc tuyên bố gây hiểu lầm, che giấu sự thật hoặc khiến khích niềm tin, khái niệm hoặc ý tưởng không đúng sự thật. Nó thường được thực hiện với lợi ích cá nhân hoặc lợi ích. Lừa dối có thể liên quan đến việc làm sai lệch, tuyên truyền và ngụy biện, cũng như đánh lạc hướng, ngụy trang hoặc che giấu. Sự lừa dối được sử dụng để làm gì? Hành vi lừa dối xảy ra do kết quả của việc điều tra, viên cung cấp thông tin sai lệch hoặc không đầy đủ, những người tham gia nhằm mục đích đánh lừa dối tự tượng, nghiên cứu. Chấp nhận sự cần thiết của một số loại nghiên cứu để sử dụng các chiến lược bao gồm lừa dối. Làm thế nào để bạn phát hiện sự lừa dối? Cách tốt nhất để phát hiện sự lừa dối là so sánh những gì mọi người nói với một tập hợp các sự kiện đã biết. Tuy nhiên, các tiếp cận này có thể không phải lúc nào cũng là một lựa chọn. Hầu hết mọi người phải dựa vào các dấu hiệu rằng bằng lời nói và phi ngôn ngữ có thể báo hiệu sự lừa dối. Tại sao lừa dối lại nguy hiểm? Nói dối có hại cho các mối quan hệ vì chúng ngăn cản sự thân mật. Nói dối bị coi là có hại vì chúng phá hủy lòng tin, nền tảng của xã hội, niềm tin rằng người khác đáng tin cậy và không có ý định gây hại. Lừa dối có phải là tội không? Trộm cắp bằng cách lừa dối là giống với chung tội phạm. Hành vi trộm cắp ở chỗ nó đòi hỏi phải đúng tài sản hoặc dịch vụ của những người khác vào mục đích. Tuy nhiên, tội phạm trộm cắp cụ thể này có thể thêm khái niệm lừa dối hoặc thủ đoạn liên quan. Tác dụng của sự lừa dối là gì? Nói dối cho phép chúng ta tránh những tình huống khó xử và giảm bớt tình cảm của bạn bè. Nhưng nói những lời nói dối nhỏ, nhặt đã được chứng minh là làm mất nhạy cảm của bạn não bộ, khiến cho những người nói dối trở nên tai hại hơn, cuối cùng dẫn đến việc phá hủy những kết nối có ý nghĩa trong cuộc sống của chúng ta. Lấy tiền bằng cách lừa dối là gì? Tội. Có được lợi thế tài chính bằng cách lừa dối được tạo ra cho các trường hợp bị cáo có được tín dụng hoặc dịch vụ một cách không trung thực. Kết quả của hành vi đó, bị cáo thu được lợi thế tài chính cho mình hoặc cho người khác. Sự lừa dối trong nghiên cứu là gì? Sự lừa dối trong nghiên cứu dẫn đến việc những người tham gia không được thông báo đầy đủ về mục đích của nghiên cứu. Nghiên cứu về sự lừa dối đã cho chúng ta thấy một số thí nghiệm gây tranh cãi và kích thích tư duy trong tâm lý xã hội. Sự lừa dối có đạo đức trong tâm lý học không? Trong nghiên cứu tâm lý học, lừa dối là một vấn đề đạo đức gây tranh cãi nhiều. Một số nhà tâm lý học cho rằng việc lừa dối ai đó tham gia một cuộc nghiên cứu là không trung thực và khiến người tham gia cảm thấy không được hiểu rõ về bản chất thực sự của cuộc thử nghiệm.
Sự lừa dối có thể có hại như thế nào? Tiềm năng cho người tham gia để thay đổi suy nghĩ của họ về sử dụng dữ kiệu liệu của họ sau khi lừa dối được tiết lộ. Thiệt hại cho lòng tự trọng của người tham gia không qua cảm giác xấu hổ, tội lỗi, căng thẳng, xấu hổ, cảm thấy bị thao túng hoặc thiếu kiểm soát đối với trải nghiệm của chính họ. Lừa dối trong tâm lý học là gì? Lừa dối được nhìn thấy thế giới cách chúng ta muốn nó được chứ không phải là cách nó được. Khi mọi người có một tự lừa dối, họ sử dụng hy vọng, nhu cầu, ham muốn, lý thuyết, tư tưởng, định kiến, kỳ vọng, những ký ức và khác của họ về tâm lý các yếu tố để xây dựng theo cách mà họ nhìn thế giới. Lừa dối bản thân nghĩa là gì? Tự lừa dối là một quá trình phủ nhận hoặc hợp lý hóa sự liên quan, ý nghĩ hoặc tầm quan trọng của các bằng chứng đối lập và lập luận logic. Tự lừa dối bao gồm việc thuyết phục bản thân về một sự thật hoặc thiếu sự thật để người ta không thể tiết lộ bất kỳ sự hiểu biết nào của bản thân về sự lừa dối. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.